Hello mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Mom. Và mình là Thương, mình đang sống ở Hội An. Nếu mà bạn theo dõi kênh YouTube của mình trước đây thì bạn cũng biết là trước đây mình sống ở Sài Gòn. Sau đó thì mình và chồng mình có một cái project làm việc ở Hội An, nên tụi mình bay đi bay vào giữa Sài Gòn và Hội An khá thường xuyên. Sau đó thì do dịch Covid cộng với là cái việc lockdown ở Sài Gòn rất là khó khăn, rất là nghiêm khắc, cho nên tụi mình dọn hẳn về Hội An và chuyển về Hội An sống luôn. Cho tới bây giờ thì tụi mình sống ở đây được 3 năm rồi, hơn 3 năm rồi. Và tụi mình cực kỳ là thích Hội An luôn. Hiện tại thì mình dạy các cái lớp yoga online, mình dạy các cái khóa học yoga bầu online, hướng dẫn các bạn yoga bầu cách luyện tập, cách thư giãn, cách các chế độ dinh dưỡng, chăm sóc thai giáo trong thai kỳ. Đó là cái khóa học yoga bầu của mình. Và chồng mình làm việc về cái lĩnh vực tài chính, ảnh cũng làm việc online luôn. Và trên cái Instagram hay Facebook của mình thì mình thường đăng các cái cảnh ở Hội An, các cái quán cà phê, các cái địa điểm, các cái cuộc sống thanh bình ở Hội An. Thì có rất là nhiều bạn follower của mình nhắn tin hỏi mình về cách sống ở đây, cách sinh hoạt ở đây, cái mức sống, cái chi phí như thế nào. Sau đó một số bạn cũng dọn ra đây sống luôn đó mọi người, và trở thành hàng xóm của mình luôn. Và video hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân của tụi mình thôi, về cái kinh nghiệm mua nhà, kinh nghiệm sống ở Hội An của tụi mình nha. Để mình giới thiệu một chút về cái vị trí của Hội An. Tại vì mình thấy một số bạn đi du lịch ở Hội An thì mấy bạn đi Đà Nẵng là đáp máy bay xuống Đà Nẵng, mấy bạn book khách sạn rồi ở Đà Nẵng. Sau đó mấy bạn chỉ đi một cái trip ngắn từ Đà Nẵng tới Hội An tham quan trong một buổi chiều hoặc một buổi tối để các bạn ngắm đèn, thả đèn lồng, ăn uống. Sau đó các bạn lại đi ngược về Đà Nẵng. Thì các bạn nghĩ là cái Hội An là một cái thao nhỏ, một cái xóm nhỏ, một cái làng nhỏ thuộc vào cái Đà Nẵng. Nhưng mà thật ra Hội An là một cái thành phố riêng biệt nha. Hội An thành phố cách Đà Nẵng chừng 30 phút chạy xe. Và Hội An không chỉ là có cái khu đèn lồng, cái khu nhà vàng mà bạn hay tham quan đâu. Hội An, xung quanh Hội An còn có những cái khu khác nữa. Cái cộng đồng sống ở đây cũng lớn lắm. Các cái khu xung quanh cũng rất là đa dạng, có biển, có vườn rau, có cánh đồng, mọi thứ. Nó không chỉ là cái nhà vàng đó đâu. Cho nên nếu mà lần sau bạn quay lại Hội An, bạn hãy ở Hội An thêm lâu hơn một chút để trải nghiệm cái cuộc sống ở xung quanh này nha. Và rồi bây giờ mình sẽ kể cho mọi người cái câu chuyện mua nhà, cái kinh nghiệm mua nhà ở Hội An của mình. Thật sự là cái ý định mua nhà của mình á, nó nhen nhóm từ sau khi mà mình sinh Úc La. Tức là giống như là một cái bản năng làm mẹ trỗi dậy, làm cho mình có một mong muốn là mình phải có một cái nhà, có một cái tổ ấm, nơi mà mình có thể là bay biển, có thể là trang trí, có thể là có một cái không gian cho con mình có chỗ để chơi. Thì trong cái bài toán kinh tế mà chồng mình thường hay nói đó là mua nhà thì không có lợi bằng thuê nhà. Cho nên các bạn, đặc biệt là các bạn Tây, các bạn thích thuê nhà thôi. Các bạn không có ý định mua nhà đâu, đặc biệt là ở Việt Nam nữa. Cho nên để mà thuyết phục được ảnh mua nhà là phải mất một cái quá trình rất là lâu dài. Giải thích, rồi dẫn dỗi, rồi đấu tranh các kiểu. Sau đó thì tụi mình mới quyết định được phương án là sẽ mua nhà. Bởi vì mình là một cái kiểu người mình thích thích ở nhà. Mình rất là introvert luôn, mình không có thích ra ngoài nhiều. Mình thích ở nhà, mình thích nấu nướng, dọn dẹp, thích mua sắm các cái đồ làm bếp, mua cái bát này, cái lọ hoa kia, hoặc là trang trí cái nhà kiểu này, kiểu kia, rồi trồng rau, trồng cây, là vườn. Mình là cái kiểu người thích ở nhà, thích đọc sách, thích nghe nhạc. Nói chung là thích ở nhà, cho nên cái nhà đối với mình nó quan trọng lắm. Mình đó là nơi mà giống như là chữa lành cho mình, mang lại cái năng lượng cho mình sau một ngày làm việc hay là sau một ngày phải đi ra ngoài nhiều, gặp gỡ nhiều người vậy đó. Cho nên là cái giá trị tinh thần của cái nhà mang tới cho mình rất là nhiều mà không có cái tài chính nào có thể bù đắp được. Và sau rất là lâu thuyết phục thì chồng mình cũng đồng ý và tụi mình quyết định đưa ra cái budget mà tụi mình mong muốn để mua nhà, đó là vào khoảng mức 3 tỷ. Nhưng mà sau khi đi dạo một vòng, kiểm tra một vòng cái giá thị trường thì tụi mình phải nâng lên là 4 tỷ mới phù hợp với cái yêu cầu của tụi mình. Lúc mà tụi mình quyết định mua nhà và đi tìm hiểu nhà đó thì tụi mình đang sống ở khu An Mỹ Cẩm Châu của Hội An, cách chợ Bà Lê chừng một cây số thôi.
khu Anh Mỹ là khu sống ở giữa ruộng lúa, rất là dễ thương, rất là xanh mát. Thì từ cái khu đó tụi mình đi tham quan tìm hiểu các cái khu xung quanh ở Hội An nữa, để coi là các cái khu khác như thế nào, cuộc sống ra sao, để mà đem lại đưa lại cái quyết định cuối cùng là tụi mình muốn ở đâu. Thì bây giờ mình mở bản đồ và mình sẽ giới thiệu cho các bạn kinh nghiệm mà các cái khu vực sống ở Hội An mà tụi mình đã từng đi qua, từng tham khảo, từng nghiên cứu nha. Để mình mở cái bản đồ ra cho dễ chia sẻ nha. Hôm trước có một cái anh ở trên Facebook, mình thấy anh đăng một cái hình chụp từ trên cao của Hội An, có đầy đủ các khu luôn. Nào, cái khu mà nhà vàng vàng mà lúc đi du lịch mấy bạn hay tham quan đó, khu đó là cái phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, tức là nó nằm ở cái khu nhà màu vàng, khu phố cổ được UNESCO bảo vệ đó. Cái khu đầu tiên mà cái khu nhà vàng vàng đó thì đắt lắm nha mọi người, có nhiều căn tới lên triệu đô, mấy triệu đô lận, rất là đắt. Vì người ta mục đích sử dụng của người ta là để buôn bán chứ không phải là để ở. Và giá cái khu đó thuê cũng đắt nữa, 60-70 triệu một căn, nói chung là cực kỳ đắt và đông đúc phức tạp, nên tụi mình không có nhu cầu ở cái khu đó. Cái khu đầu tiên mà tụi mình nghiên cứu, tụi mình coi đó là khu Cẩm Kim. Cái khu Cẩm Kim này nó cách cái phố cổ một cái cầu sắt thôi, và sau này có một cái cầu mới nữa là cái cầu Thanh Hà ở trên cái chợ cà Thanh Hà đó. Khu Cẩm Kim vị trí rất là tốt luôn, nằm ngay cách phố cổ một dòng sông, rất là đẹp và rất là hoang sơ, vẫn còn hoang sơ mộc mạc, rất nhiều cây xanh, rất nhiều cô nhà nhỏ, rất nhiều cái mảng xanh. Tụi mình rất thích buổi chiều đặt xe hoặc là chạy xe vòng quanh cái khu đó lắm. Và cũng khá là bất ngờ tại sao nó nằm gần phố cổ mà nó còn cực kỳ hoang sơ như vậy luôn. Thì sau một thời gian tìm hiểu và hỏi các người xung quanh rồi tham khảo những cái người sống ở đây, thì tụi mình biết được là cái khu này là cái khu ngập đó mọi người, bởi vì nó nằm giống như là một cái hòn đảo ở giữa dòng sông vậy đó, xung quanh nó là sông. Thì cứ tới mùa mưa thì cái khu này sẽ bị ngập nước, có thể lên tới 1 mét hoặc cao hơn 1 mét, tất cả mọi thứ bao phủ bởi nước, cho nên trồng trọt hay là nhà ở gì cũng khá là khó đó. Đối với một số người địa phương mà họ ở đây lâu quen rồi thì họ cảm thấy khá là bình thường, thì nước lên đổ nước xuống xong thì thôi. Nhưng mà tụi mình là người sống ở thành phố nhiều năm và chồng mình là người nước ngoài nữa, cho nên chắc chắn sẽ không quen được với cái cảnh ngập lụt đó đâu. Mặc dù khu này nhà còn khá là rẻ, khá là ok và cái không gian sống rất là xanh mát, nhưng mà thôi phải loại bỏ cái khu này ra. Và đặc biệt sau này có một người bạn của mình làm về môi trường nữa, bạn cũng nói là cái khu Cẩm Kim này một ngày nó chắc nó sẽ chìm xuống dưới mặt nước mất, bởi vì mỗi ngày nó chìm dần, nó đất nó lún dần đi xuống đó. Cho nên nếu mà bạn đi Hội An mà đi du lịch ở cái khu này vào mùa hè cũng rất là ok, vẫn rất là xanh mát, không có gì. Nhưng mà đi vào mùa mưa thì bạn tránh cái khu này ra nha, tại vì nó sẽ ngập đó và bạn không có di chuyển được vô phố hay là đi đâu hết nha. Cái khu thứ hai mà tụi mình coi đó là cái khu biển, có một căn nhà nhìn ra biển là mong ước của mọi người phải không? Cái khu mình coi đó là khu Cửa Đại nè, Cẩm An, khu đi dọc theo biển đó thì sẽ có biển Cửa Đại, biển Tân Thành, biển An Bàng, đi lên một chút là biển Hà My thì hơi xa một chút, đi về hướng Đà Nẵng. Thì tụi mình coi thì tụi mình thấy, theo cảm nhận của mình thì mình thấy nó khá là xô bồ, đặc biệt là khu An Bàng, khu Tân Thành nó rất là nhiều khách du lịch, nhiều nhà hàng, nhiều quán xá, đông đúc lắm. Không phải là cái cộng đồng cư dân sinh sống mà là các cái hotel, các cái homestay, các cái resort nhỏ nhỏ cho khách thôi. Cho nên tụi mình cũng loại bỏ cái phương án là mua nhà gần biển. À, và đặc biệt có một cái anh bạn của chồng mình, anh là người Ý, anh có một cái quán pizza ở trong phố. Cái một lần tụi mình nói chuyện với ảnh, ảnh nói là hồi trước á, tao ở đây 10 năm rồi, hồi trước cái nhà của tao cách cái biển xa lắm. Đi bộ ra biển cũng mất vậy 5 phút 10 phút á. Cái mà bây giờ mỗi lần cứ tới mùa bão á, sóng nó đánh vào nó lấn mất, cái rừng dừa nó mất dần, cái rừng cây nó mất dần đi. Cái bây giờ đi ra biển mất chừng khoảng 3 phút tới 5 phút nữa thôi, tức là cái tình trạng xâm nhập của cái biển vô trong
đất liền nó nhiều quá và nhà ảnh càng ngày càng gần biển á. Ảnh nói là không biết một ngày nào đó mở cửa ra có khi là thấy nhà mình view biển ngay trước mặt rồi, nên cũng thấy rất là sợ ha. Và nhưng mà đặc biệt mình thấy là gần đây Hội An cũng đầu tư làm các cái kênh chắn sóng biển rồi đổ thêm cát để duy trì bãi biển nữa, thì mình không rõ là cái tình trạng xâm lấn của biển sẽ như thế nào. À, đặc biệt có một cái khu biển mà hồi trước tụi mình rất là thích, đó là cái Hidden Beach, cũng gần cái nhà mình gần đây nè, đi qua cái cầu Đế Vọng bên kia đường là tới Hidden Beach. Hồi xưa nó có một cái nhà gần ngoài biển luôn, cái nhà mà view sát biển, cái villa view sát biển này luôn nè. Cái sau một mùa bão mình đi ra thì không thấy cái nhà đó nữa, nó mất đi luôn đó bạn, nó còn một cái toilet nữa thôi. Thì hỏi người dân địa phương thì người ta nói là do bão, cái năm ngoái bão sóng nó đánh vô thì nó trôi mất đi rồi. Thì cái tình trạng mà sóng biển xâm nhập vô cái đất liền nó rất là ảnh hưởng rất là lớn tới các bãi biển của Hội An luôn đó mọi người. Hồi trước bãi biển Hội An nhiều năm trước mình đi cách đây 10 năm thì nó còn những cái rừng dừa rất là dài, rất là xanh đẹp, nhưng mà đa số các cái rừng dừa cự đại cũng mất dần đi rồi. Cho nên mình thấy mua nhà ở gần biển quá cũng là một cái nỗi sợ hãi rất là lớn. Cái khu tiếp theo mà tụi mình coi đó là cái khu, để mình coi, cái khu Tân An Thanh Hà. Cái khu Tân An Thanh Hà thì mình thấy cái bạn môi giới nó với mình, bảo giá với mình, thì mình coi thì thấy giá cũng khá ok, rất là chấp nhận được. Cái chất lượng xây nhà cũng rất là tốt. Nhưng mà khi mà đi chạy xe dạo dạo vòng quanh á, thì mình cảm giác nó là cái nhà phố nó có đông nhà quá đi. Hồi trước nó ít người, còn bây giờ người ta phân lô ra bán đó. Cho nên mặc dù đường xá quy hoạch rất là đẹp, rất là rộng, cây cối cũng trồng hai bên đường rất là tốt, nhưng mà không có cảm giác là ở Hội An, không có cảm giác là ở quê. Nó có cảm giác giống như nhà phố cơ. Và nhà san sát nhau, bê tông hóa rất là nhiều. Và đặc biệt là về cái khu này là bây giờ là người ta trồng quật. Ở đây người ta gọi là quật, là cái cây quất mà có cái trái vàng vàng mà mùa Tết mình mua về chưng đó mọi người. Thì đó là một cái làng trồng quật rất là lớn. Thì người dân xung quanh nói là cái làng này là nó sẽ phun thuốc rất là nhiều để mà duy trì cái cây quật nó phát triển đó. Thì mọi người nói là sống ở đây sẽ không tốt, ảnh hưởng. Và cho nên mình cũng loại bỏ cái khu đó ra. Mặc dù nhà khá là đẹp, mình coi một số căn khá là đẹp, có sân vườn luôn, đẹp, nhà chơi chất lượng rất tốt, giá cũng ok trong cái tầm budget mà mình đưa ra. Và đặc biệt ở đây có hai hồ nước, cái hồ Tân An á, xung quanh cái hồ Tân An các cái nhà hàng, các cái khu vui chơi cho em bé cũng rất là dễ thương. Nhưng mà thôi, vì cái mong ước được sống ở làng quê Hội An cho nên mình loại bỏ cái khu này ra. Một cái khu tiếp theo mà mình cũng thấy có nhiều bạn đi du lịch cũng không có hay ghé đó là khu này là khu Cẩm Hà, nhưng mà là cái khúc mà vòng quanh Trà Quế rồi cái khúc mà ruộng đó mọi người. Mình thấy các bạn Tây đi du lịch hay đạp xe dạo dạo xung quanh này lắm, nhưng mà các bạn Việt Nam thì không thể đi du lịch ở đây. Ở đây có một cái vườn rau Trà Quế, cái vườn rau rau thơm rất là lớn, cung cấp rau sạch, rau thơm cho khắp Hội An, Đà Nẵng, các khu xung quanh luôn. Thì là một cái khu vườn lớn, người ta phân ra từng ô nhỏ cho các cái hộ dân ở cái hợp tác xã đó trồng đó. Thì có cái đường nhỏ nhỏ ở giữa. Úc La thường hay qua đây chạy xe đạp, tụi mình cũng hay qua đây đi dạo, ngắm hoàng hôn, buổi tối đi coi đom đóm, cực kỳ thích. Thì mình chốt là cái khu này mình rất là thích, là mình list vô tích là mình thích khu Trà Quế nè. Rồi cái khu tiếp theo tụi mình coi đó là cái khu Cẩm Châu. Cẩm Châu thì nó men theo cái đường cửa đại rồi đi qua hai bên cánh đồng nữa. Khu Cẩm Châu khá là lớn, có cái trung tâm là cái chợ Bà Lê. Mọi người nhớ cái kêu hoặc là chợ Bà Lê, bởi vì hồi trước lúc mà mình mới đi ra đây thuê nhà đó, cái bạn môi giới giúp mình thuê nhà, mấy bạn cứ coi là chợ Bà Lê. Thì mình không biết nó nằm ở đâu và không biết nó trung tâm cỡ nào. Nhưng mà thật ra cái chợ Bà Lê là một cái vị trí rất là trung tâm ở Hội An đó mọi người. Đi vào phố rất là nhanh, đi ra biển rất là gần, đi về cánh đồng cũng gần. Nó là cái vị trí giao lộ rất là đẹp. Thì khu Cẩm Châu xung quanh chợ Bà Lê rất là ok. Đặc biệt là
tiến lên một chút xíu đi về đường Lê Thánh Tông là khu An Mỹ, cái khu mà lúc đó mình đang thuê nhà sống đó. Mình sống ở khu An Mỹ, thuê nhà ở khu đó 2 năm. Tụi mình cực kỳ thích cái khu này luôn. Nó không có quá đông người, nó lại là gần ngay cái cánh đồng, bước ra khỏi nhà là cánh đồng. Đi dạo chơi, đi ngắm hoàng hôn, đi dắt chó, đi dạo, đi xe đạp trên cánh đồng, rất rất là chill, rất là dễ chịu. Đặc biệt mọi người ở trong Hội An á, họ nói là cái khu này là khu mới nên đường cũng mới, cái đường dây điện, đường internet, mọi thứ mới nên cũng không có bị cúp nước, cúp điện thường xuyên như ở số một cái khu, một số khu khác mà cũ hơn hoặc là xa hơn. Cho nên tụi mình cũng tích chốt là cái khu An Mỹ, Hội An là khu mà tụi mình thích. Tiếp theo đó nữa là tụi mình đi băng qua bên kia của chợ Bà Lê, đi băng qua cái cầu đó thì đó là Cẩm Thanh. Cẩm Thanh thì nó sẽ có hai phần, một cái phần là rừng dừa, một cái phần là cánh đồng. Thì tụi mình không thích cái khu rừng dừa lắm. Phía dưới rừng dừa cũng có khách du lịch đó mọi người, cũng khá là đông các cái villa du lịch. Tụi mình muốn sống ở đâu mà gần thiên nhiên, mà gần cái cộng đồng người local, người bản địa sống cơ. Cho nên tụi mình thấy cái khu mà xung quanh phía sau chợ Bà Lê, khu gần cánh đồng, khu làng rau Thanh Đông, làng rau sạch Thanh Đông, khu đó cũng rất là đẹp. Nhà không có quá san sát nhau, vẫn có rất là nhiều cây cối, những cái nhà rất là lớn, có vườn rau, nói chung là đẹp. Thì tụi mình cũng thích cái khu đó luôn, đó là cái khu cánh đồng ở Cẩm Thanh, cái khu cánh đồng Cẩm Thanh. Thì đó là hết tất cả các khu ở Hội An ha. Có 3 khu mà tụi mình tích vô danh sách mà tụi mình thích, đó là khu Trà Quế, khu An Mỹ và khu cánh đồng ở Cẩm Thanh. Thì trong 3 cái khu này, cái khu giá thấp hơn một chút là cái khu mà cánh đồng ở Cẩm Thanh, cái khu giá đắt hơn đó là khu An Mỹ. Khu An Mỹ rất là hot, hình như là khi nào cũng hot hết á, giống như là môi giới quảng cáo là view lúa để xây villa, xây khách sạn này kia, cho nên là rất là đắt luôn. Với lại là gần đây Hội An có một cái chính sách là bảo tồn cái khu ruộng lúa để cho cái khách du lịch đạp xe đi dạo, người ta sẽ không có chuyển đổi cái khu ruộng lúa thành cái phần ruộng lúa thành cái đất ở nữa, cho nên cái quỹ đất ở đây nó cũng ít đi, cho nên cái đất ở đây khá là mắc, nhà ở đây khá là mắc. Thì sau khi lựa chọn được cái budget, cái vị trí mà tụi mình thích rồi, tụi mình bắt đầu đi tìm nhà. Mất rất là lâu luôn đó mọi người, gần hơn một năm thì tụi mình mới tìm được cái căn nhà mà tụi mình thích. Thì video tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp với mọi người cái chặng đường mua nhà, rồi làm giấy tờ nhà, rồi kiểm tra thông tin nhà, và đặc biệt là những bạn nào mà có vợ hay chồng người nước ngoài đó thì các giấy tờ nó sẽ khác hơn, tại vì chồng hoặc vợ người nước ngoài thì không được đứng tên trên sở hữu nhà. Nào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vô video lần sau nha. Chứ mình nói nãy giờ khá cổ quá rồi. Bye bye mọi người.